Ok, tiếp tục đi bán hành nữa nè. Xem nào, 8 4. Ok, 30 phút. Rồi. Hơi lắc nhưng mà thôi cũng được. Xem như chớp vậy. Rồi, rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Phong cách. Gì vậy? Sao bây giờ vẫn còn hướng dẫn hả? Vậy luôn, vô trạm thông tin đi. Xung quanh ta đây là địch, để coi chỗ nào có súng là lên và lấy và đập thôi. Ví dụ như trên tòa nhà này, đừng đừng, trời ơi, trên tòa nhà này có súng nè. Đấy, đập nhanh trước khi địch nó bắn. Ok. Xung quanh ta đây là địch. Trốn hộ. Đi bật lên 1 phút đầu. Đi bật lên 1 phút đầu. Có địch, có địch, có địch, có địch. Thôi chết tôi rồi. Hết đạn rồi. Ôi, trong này nhiều đồ ngon này. À, cổng bên này. Cái này là lấy cái nào? Ôi, khẩu kia cũng ok chứ. Super cool. À, từ từ. Vứt cái khẩu hết đạn này đi. Ê! Cái đợi đấy. Từ vứt cái khẩu huyết đạn đâu nhỉ? Đây, khẩu này vứt đi. Đấy, thay khẩu này này nó bị khét lẹt. Cái gì? Ui, ui, cũng
ra gì đó. Ôi chết chết chết, tí nữa thì chạy cả lúc đằng xa nhà. Ui đau quá. Ui nó bắn thế, thứ gì chịu nổi. Thôi thì làm trận khác. Có gì đâu. Đúng không? Nhát tí thôi. Ui lưỡi hái rồi. Ok. Chuẩn bị cho trận mới thôi nào. Ui ui. Bao nhiêu người đây? 47 người. Nhờn. Còn 46 người. Đấm thẳng mặt luôn. Trời ơi. Đắp bơ bà. Gì ấy, sao có bụi cây đây. Gọ. Rồi. Thị trấn thép. Kèo này có vẻ căng nha. Ấy, đây có khẩu súng hay sao này. Đúng rồi, phải đáp xuống đây nè. Có súng là triệt nhau luôn. Chứ rơi lung tung là chúng nó bắn chết. Ôi, đây. Nhanh, nạp. Ôi, tốt rồi. Đau quá. Ôi, xôi ôi. Rồi chết tôi rồi, vừa vào bắt đầu đã. Choạc nhau thế này thì. Rồi. Triển khai thế trận. Đi. Hút thôi. Ô kìa. Tức cái nhở. Quả lỗi quá. Mong là súng của mình nó vẫn còn trên này. Hơi đen thôi. Đen tí rồi. Giờ làm lại liền. Úi. Lát rồi. Bị lát rồi. Không có khẩu súng nào. Cho xin khẩu súng ngon ngon nào. Hơi đen nhỉ. Thôi thì ta làm lại. Nãy là từ bao nhiêu ta? Ôi, nhìn nó bắn kìa.
Rồi. Nhát thế thôi. Chúng ta chỉ nhát đi thôi. Rồi. Rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Okay.